Thưa quý vị, năm học 2021-2022 là năm thứ hai ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tuy gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng các trường học trên địa bàn thành phố đã linh hoạt điều chỉnh chương trình phù hợp với tình hình dịch bệnh. Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, nên việc dạy học theo chương trình mới bước đầu đã diễn ra khá thuận lợi. Bắt đầu từ tuần học này, các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt, với chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn học hoạt động trải nghiệm được khởi động. Trong đó có nhiều hoạt động tại thư viện, khiến việc học tập trở nên phong phú, tăng cường giáo dục kỹ năng cho học sinh. Những năm qua, các thư viện trường học, từ trường công lập đến ngoài công lập được chú trọng đầu tư, trang bị nhiều sách, thiết bị hỗ trợ. Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì một môn học rất là thú vị, đó là hoạt động trải nghiệm. Thì để thực hiện được chương trình 2018 tốt, thì cứ một nhà trường đã tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi cho giáo viên như về cơ sở vật chất, về đồ dùng dạy học, trang thiết bị. Đến năm học 2021-2022, toàn thành phố có 27,2% trường mầm non, 24,2% trường tiểu học, 24,56% trường trung học cơ sở, 17,4% trường trung học phổ thông và trường nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. Tuy tỷ lệ còn thấp so với yêu cầu do sự gia tăng nhanh chóng về sĩ số học sinh, nhưng trước yêu cầu cấp thiết của việc đổi mới, các trường học đã chủ động tận dụng mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất. Nhà trường được đầu tư khá đồng bộ và điện hiện đại các cái hạng mục công trình, trong đó cả khối công trình trường học, các phòng học bộ môn. Đến nay thì nhà trường đã có được 5 phòng học bộ môn đạt chuẩn với đầy đủ các thiết bị phục vụ hỗ trợ hoạt động dạy học, đáp ứng được cái chương trình dạy học, đặc biệt là chương trình dạy học đổi mới thời gian tới. Vừa qua, đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt. Đây là nền tảng tạo các cơ sở và căn cứ pháp lý cho việc triển khai xây dựng, nâng cấp, mở rộng trên địa bàn của các quận, huyện. Dù hai năm qua, tình hình kinh tế của thành phố gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng việc đầu tư cho giáo dục vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, con người để việc đổi mới giáo dục theo chương trình mới đạt được những mục tiêu đề ra. Là riêng năm 2022 này, mặc dù chúng tôi rất là khó khăn về thu ngân sách, nhưng riêng chi thường xuyên thì chúng tôi cũng dành khoảng độ 2.190 tỷ cho chi thường xuyên cho giáo dục, chiếm 30% cái chi thường xuyên của toàn thành phố, chưa kể khoảng độ 550 tỷ là đầu tư cho giáo dục. Có thể thấy việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục được lãnh đạo thành phố quan tâm. Song trước sự gia tăng nhanh chóng về sĩ số học sinh, cũng như những yêu cầu của việc đổi mới, nên hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cần được đầu tư hơn nữa. Song song với đó là khuyến khích các nhà trường tổ chức cho giáo viên và học sinh tự làm thiết bị dạy học, vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học, vừa nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh.